Hôm nay Ngọc cho cảm nhận cái buổi đầu học ngày hôm nay là cảm nhận của Ngọc. Thật sự là nó cần thiết với em, bởi vì khi mình chưa chưa vào trong cái lĩnh vực này thì mình cảm thấy nó rất là hoang mang, và mình cũng có nhiều cái mình không biết phải làm thế nào để mình nó là cái giải pháp trong công việc của mình, thì em thấy là nó có những cái là mình chưa chưa hề được biết, nên bây giờ em thấy nó tốt. Sau buổi học ngày hôm nay em rút ra cái giá trị gì cho bản thân không? Cái quan trọng nhất là nó có một cái uy tín với khách hàng, đấy là cái quan trọng. Cái chiến lược bán hàng của mình để mà em thấy thì nó vẫn hơi sai so với những gì mình biết. Rồi, tức là ngày hôm nay là được học thông qua của anh Tuấn thì có được khai mở thêm những cái thứ mình còn thiếu không? Cái mà anh luôn luôn nhắc nhở các học viên của mình đó là học là phải thực hành ngay nhé, là phải vào ứng dụng ngay được vào, và chúng ta không thể bỏ kiến thức nó nằm ở trong kho được, phải ứng dụng ngay nó vào, tức là từng chiến lược. Ví dụ học chiến lược ngày hôm nay rồi là mình phải ứng dụng nó ngay. À, một yếu tố đầu tiên là không bán, không cho nợ tiền, ví dụ vậy là mình phải định nghĩa được ngay đấy. Hay là bán hàng trên Facebook là mình phải có kỷ luật bản thân, nhưng các buổi sau mình phải có những cái module đó, thì mình phải đưa ra chiến lược rất là rõ thì mình mới mới ứng dụng nó vào được. Ok. Thế cái buổi này hôm nay nó có giá trị với bản thân em không? Nó có Nó thật sự tốt cho em đấy, vì em nói chung là em rất thích học những khóa học, kể cả là online hay là nhiều lúc có những cái khóa học ở trên đấy, nhưng mà em muốn đăng ký, nhưng mà thực ra thì mình nhiều khi họ cứ giới thiệu vậy thôi, nhưng mà mình thực ra mình chưa chưa có một cái lĩnh vực nào để mình ứng dụng vào những cái đấy, nên là những phần cái về học của anh nó là về cho cái nghề nghiệp thì em học luôn, thì em cảm thấy là nó rất là cần thiết, rất bổ ích. Tức là ở trên mạng thì họ cứ nói chung chung về bán hàng nhưng lại không tập trung về cái ngành của mình, đúng không? Thì với cá nhân anh là một cái người mà đi từ ngành, tức là mình yêu cái công việc này và mình rất là hiểu, kể cả về phần kỹ thuật rất là nhiều thứ thì mình có thể mình cho nên là mình mong muốn là tất cả các bạn học viên là đều phải ứng dụng vào, học phải đi đôi với hành. Văn tu tư là ông học văn rồi, sau đấy ông tư duy, sau đấy ông phải làm thì kết quả được. Chỉ chúng ta chỉ nói với nhau bằng kết quả mà thôi. Thế còn ngày hôm nay học được tốt mà chúng ta lại không ứng dụng vào thì kết quả nó không có. Thì hy vọng là hai vợ chồng ấy là cùng làm hết mình và làm nhưng phải làm thông minh. Đấy, ví dụ như trên này nó có cái chiến lược là hợp tác với đối thủ chẳng hạn. Đấy. Cũng phải thông minh một chút thì mình sẽ giảm được rất nhiều các cái áp lực khác, đúng nào? Ok. Vậy là chúng ta đã được làm việc với nhau khoảng 2 giờ đồng hồ nhỉ, 3 giờ rồi. Ok, đến phần câu hỏi, em có câu hỏi nào nữa thì đặt câu hỏi cho anh nhé. Em muốn cái giống, thì em có xem một hai địa điểm nhưng ở gần Phú Thọ thì nó lại không phải là cái nơi sản xuất ra chính, mà đa phần là họ nhập ở dưới